Kính bạch chư tăng ni, kính thưa chư vị Phật tử đồng hương, kính thưa chư vị trong tăng quyến, rồi có một ngày đó treo lơ lửng. Bây giờ thì cái rồi có một ngày đó trong đại gia đình tăng quyến của ông Phạm Minh Xuân, Pháp Danh Nguyên Cát, là cha, là ông, là cố của chư vị tăng quyến, là đồng hương, là Phật tử, bạn đạo của tất cả chúng ta, và đặc biệt là những người Phật tử đối với chư tăng ni. Kính thưa quý ngài và quý vị, dĩ nhiên